Thêm một chút về băng cassette cũng như là cho cái đèn này nó phê. Đây nó có nút vớt nhạc 2 chiều. Tôi bấm một phát nữa nó chạy chiều ngược lại. Có nghĩa các bác không cần phải bỏ băng ra. À, khi tua thì nó lại chạy về nguồn nhạc từ đầu CD. Thu phát tua, thu các loại. Play lại này, stop này, play này. Quá trọng cái đèn quá đẹp luôn. Cuộc tình vừa xa. Mi đát. Alo. 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 1 2 3 4 alo. Càng alo to đèn càng sáng. 1 2 3 4 alo. 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 Một tính năng siêu độc luôn, nó mang giá trị sưu tầm cực kỳ lớn. Còn âm ly đa chức năng này, xin cảm ơn.